Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Như Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, khi nói về hố đen là black hole, đó là một trong những cái câu hỏi hóc búa của những nhà khoa học. Hiện tại bây giờ họ vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm về những cái tia sáng ở xung quanh những cái hố đen như vậy. Thì mỗi ngày họ cứ tìm kiếm và họ phải nghiên cứu rất là kỹ và quan sát rất là nhiều. Nhưng mà khi nói tới những cái tia ánh sáng từ trực tiếp ở trung tâm của cái hố đen thì họ đã tìm hiểu được và rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Như muốn đưa đến cho quý vị đó là những nhà khoa học họ đã phân tích được những cái tia sáng mà X nằm phía sau, tức là bên trong của hố đen. Tại vì khi mà đi vô vào bên trong của hố đen không dễ, cái lực hút của nó rất mạnh, không ai vô trong đó được hết đó thưa quý vị. Mà để nghiên cứu ở trong đó rất là khó. Thì phát hiện những cái tia X mạnh tỏa ra từ trung tâm của một trong những hố đen không phải là một cái điều mới. Nhưng mà để phát hiện cái tín hiệu ánh sáng từ phía sau của hố đen là một cái câu chuyện khác. Điều đó do bởi lực hấp dẫn của hố đen quá mạnh đến nỗi không có gì có thể đi ra được khi mà nó bị cuốn hút vô. Chưa có nhà khoa học nào đã thành công trong cái việc tìm ra ánh sáng từ phía bên kia cho tới bây giờ. Ngược lại, những cái gì tên gọi của chúng theo ngụ ý như là hố đen siêu khổng lồ có thể là một trong những nguồn ánh sáng liên tục sáng nhất ở trong vũ trụ. Lực hút địa lý cực mạnh mẽ của chúng đưa vào mọi vật liệu biểu hiện dưới dạng của một vòng ánh sáng hoặc ánh sáng mặt trời xung quanh cái hố đen đó. Ít thông tin được biết về corona của hố đen siêu khổng lồ. Vì vậy, các nhà khoa học đã quay về cái hố đen Zygwiki thứ nhất nằm cách trái đất là 100 triệu năm ánh sáng để điều tra những cái tia sáng phát ra từ đó. Thì họ phát hiện các điểm sáng nhỏ hơn của X xung quanh cái hố đen siêu khổng lồ. Ngoài các đợt ánh sáng mà họ xung quanh đó rồi, thì dấu vết ánh sáng của những tia phát ra nhấp nháy làm cho thấy rằng chúng là đợt tia X giống nhau nhưng được phản chiếu từ phía sau, có nghĩa là lực hấp của hố đen siêu khổng lồ đã thay đổi được thực tế không gian thời gian và qua đó uốn cong các tia xung quanh theo một cái hướng, sau đó để phát hiện được, nó được phát hiện qua cái kính viễn vọng. Những kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tuần trước và ủng hộ một cái dự đoán trong lý thuyết về tương đối tổng quát của Einstein. Và trở lại năm 1915, Einstein mô tả cách mà ánh sáng có thể được kỳ vọng uốn cong xung quanh các hố đen siêu khổng lồ. Nhưng 50 năm về trước, các nhà thiên văn học họ đã bắt đầu suy luận về các lực có thể ứng xử gần cái hố đen. Họ không có ý tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể có kỹ thuật tân tiến để mà quan sát trực tiếp. Và lý thuyết này là tổng quát tương đối của Einstein vào cái thời gian đó mà thôi. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên xác nhận được dự đoán của nhà vật lý nổi tiếng hơn nửa thế kỷ về trước là những cái dự kiến của ông ta là đúng, thưa quý vị. Mặc dù chúng ta thấy được những cái tia sáng X phát ra từ đó, cho đến bây giờ họ vẫn chưa có khả năng phân tích những tia phản xạ đến từ phía sau của hố đen và được uốn cong tầm nhìn của chúng ta, thì điều này họ vẫn tiếp tục ở nghiên cứu. Và nếu mà họ nghiên cứu được thì điều này sẽ cho phép tạo ra cái bản đồ tốt hơn về cách vật thể rơi vào hố đen và cách hố đen uốn cong thời gian và không gian xung quanh chúng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta khi mà quý vị nào mà đi du lịch ở Thái Lan, quý vị có bao giờ đến cái phố Bát Bông không? Chị có bao giờ chị nghe đến phố Bát Bông không? Ở Bangkok á? Dạ, có nghe tới. Dạ, rồi Pattaya. Chúng ta biết rằng là Thái Lan là một trong những người ta gọi là thiên đường du lịch tình dục. Thiên đường du lịch tình dục, đúng rồi. Đó là trong những một trong những cái quốc gia mà gọi là có hoạt động mà du lịch tình dục rất là mạnh mẽ từ mấy chục năm về trước rồi. Cho đến ngày hôm nay thì Thái Lan vẫn là một trong những quốc gia người ta gọi là kiếm cái thu nhập về du lịch nhờ cái nghề đó, nhờ cái công việc đó và cái giải trí đó. Rất là nhiều những cái quốc gia như vậy. Thường thì mỗi cái quốc gia, mỗi cái đất nước thì nó có một cái khu nào đó, một cái tiểu bang nào đó. Như Hoa Kỳ chúng ta thì cũng có một vài cái nơi mà người ta cũng lén lút, hoặc là cũng có một cái nơi, một số nơi người ta cũng cho công khai. Nhưng mà một số quốc gia châu Âu thì nó rộng rãi, nó dễ dàng hơn trong vấn đề là người ta cho phép là gọi là gái gọi hoặc là trai bao này nọ, nó đứng đường này nọ. Đó, thì chúng ta cái công việc mà gọi là mại dâm
công việc đó là một trong những cái công việc mà hiện nay thì một số quốc gia người ta cho rằng nó là công việc hợp pháp. Nhưng mà riêng một số quốc gia người ta vẫn cho đó là một cái công việc nó không hợp pháp, thưa quý vị. Ở Nhật Bản ngày hôm nay thì có một cái khu phố, người ta gọi là cái khu phố cạnh ngay cái Yokohama, là cái khu phố mà Wakabacho. Ở trên mạng thì quý vị thấy đây là một cái thành phố mà Yokohama là một cái thành phố khu vực giải trí lớn nhất ở Nhật Bản. Mà khi quý vị nào mà chúng ta đã từng đi du lịch Nhật Bản thì chúng ta cũng biết về cái thành phố này. Nó nằm cạnh ngay Isezakicho, đây là một trong những cái nơi mà rất là nhiều những cái người đàn ông ngoại quốc đứng đường để mà bán dâm, thưa quý vị. Mà nó nhanh chóng nó tăng lên trong những cái thời gian gần đây. Và theo cư dân địa phương thì người ta vô cùng bất ngờ và lo lắng, bởi vì người ta, cảnh sát người ta cũng lắp đặt những cái camera an ninh, rồi thành lập những cái ủy ban liên lạc để mà theo dõi chặt chẽ và có những cái biện pháp phòng chống tội phạm, những cái tội phạm tình dục. Rồi theo những người dân địa phương thì những người đàn ông ngoại quốc này thường tiếp cận nam giới đi ngang qua đường và họ hỏi bằng tiếng Nhật bập bẹ rằng có muốn đi khách sạn vui vẻ với họ không. Một cái người mà đứng đầu của hội cư dân thành phố Wakabacho đó là Susumu Ashihara, năm nay ông này 83 tuổi, ông nói rằng là cái không khí nặng nề nó bao trùm khu phố, thậm chí là những cái cư dân ở chung quanh cái khu phố này người ta không dám bước chân ra đường đi dạo vào buổi tối nữa. Và nhiều vụ cảnh sát người ta cũng phải đóng giả làm hành khách, khách làng chơi để mà vào cuộc, nhập cuộc để mà bắt giữ những cái người đàn ông ngoại quốc hành nghề mại dâm bất hợp pháp ở Nhật Bản, ở cái thành phố này. Hiện nay thì 4 trong số 5 người này đã đến Nhật Bản với cái visa là du lịch và ở một cái khách sạn hoặc là ở những cái căn hộ ở gần đó. Thì đối với những cái người đàn ông làm nghề trai bao, làm nghề mại dâm thì như thế nào, thưa quý vị? Tại Nhật Bản, những người bị kết án là môi giới mại dâm hoặc là có thể là liên quan đến những cái hình thức là làm nghề mại dâm thì có thể phải đối mặt với 6 tháng tù hoặc là mức phạt tối đa là 60-70 kim. Nhưng những hình phạt này chỉ áp dụng cho phụ nữ, và đàn ông làm nghề mại dâm có thể bị bắt giữ với những hình phạt nhẹ hơn phụ nữ. Khoảng 20 năm trước thì nam giới hành nghề mại dâm bắt đầu xuất hiện ở đường phố Wakabacho và các khu vực lân cận ở Yokohama ở Nhật Bản. Nhưng thường thường khách hàng của họ đó là, nếu mà là nam giới thì họ có thể quen biết nhau qua mạng xã hội. Và khi mà tìm được khách thì họ sẽ đi di chuyển đến những cái khách sạn rẻ tiền cách khu giải trí một khoảng không xa mà thôi. Cảnh sát người ta vẫn đã thẩm vấn một số người đàn ông rời khỏi khách sạn một mình. Và vài người trong số đó người ta thừa nhận rằng là người ta đã trả tiền trai bao cho những cái người đàn ông hành nghề mại dâm ở cái khu phố này. Nhiều năm trước thì phần lớn những người hành nghề mà trai bao này đến từ Hàn Quốc. Nhưng khoảng năm 2013 cho đến đổ là đây, thưa quý vị, thì cái đường dây mà làm trai bao mại dâm này nó bắt đầu từ rất là nhiều quốc gia. Thí dụ như là Thái Lan cũng có, một số quốc gia như ở Việt Nam cũng có, ở Indo cũng có, và Hàn Quốc cũng có, và một số người ở Tây Âu cũng có. Cảnh sát người ta cho rằng là đây là một, có một cái tổ chức tội phạm nó đứng đằng sau và cung cấp cái chỗ ở giá rẻ hoặc là hỗ trợ đưa những cái người lao động đi vào Nhật Bản bằng con đường lao động chân chính, nhưng thật sự là người ta núp bóng lao động chân chính để mà vào nhà chứa và hành nghề gọi là trai bao mại dâm, y chang là hoạt động mại dâm của nữ luôn. Và năm 2017 thì một cái nhà sản xuất phim tài liệu người ta cũng nói về cái góc khuất của những cái người đàn ông làm cái nghề trai bao, làm cái nghề mà mua bán tình dục ở quốc gia Nhật Bản này. Và nhiều người người ta nói rằng là hiện nay thì cái ngành nghề này nó đang hoạt động ở rất là nhiều cái hình thức. Phần lớn là nhiều người người ta làm này đều được có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trục trặc, hoặc là trong vấn đề mà thất nghiệp, hoặc là trong vấn đề tình cảm. Thì họ bắt đầu cái cuộc vui bằng cách là họ mua chuộc cái tình dục bằng cách rất là sòng phẳng. Thành ra họ mới đổ đến Nhật Bản, tại vì cái giá phạt quá rẻ đi. Thành ra những người đàn ông ngoại quốc, nhiều đất nước người ta bắt đầu người ta đổ dồn vào nơi đây, cái thành phố này để mà người ta hành nghề mại dâm. Khi mà quý vị mà có việc mà đi du lịch mà quý vị đi qua cái thành phố này thì chúng ta cũng phải choáng ngợp, bởi vì thật sự khi mà đi qua khu phố này chúng ta thấy rất là nhiều những người nam giới đứng đường. Nó nhiều giống như là con đường Huyền Trân Công Chúa ở Việt Nam của chúng ta cách đây khoảng chừng 30 năm về trước. Rất là nhiều, đứng coi như mỗi người một cái góc đường ở trên cái gốc cây. Ở Huyền Trân Công Chúa thì gốc cây, cái này gốc đường. Thành ra chúng ta thấy đất nước nào nó cũng có một cái sự gọi là tốt đẹp của nó, cũng có một cái sự không tốt đẹp. Thì chúng ta cũng phải khai thác rất là nhiều cái mặt gọi là tích cực hoặc là tiêu cực của một cái xã hội, của một quốc gia, để mà biết được là xã hội của chúng ta, cuộc sống của chúng ta có nhiều điều nó kỳ thú, nhiều điều nó cũng kinh dị, nhiều điều nó cũng bất hợp pháp, nhiều điều nó hợp pháp và nhiều điều vô cùng thú vị, thưa quý vị. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Cà Phê Sáng cùng với Như Huyền và Lê Thái. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.